Nhân đức lo cho các cụ già, có nhiều trường hợp mà Nhân đức thấy cả con đối với cha mẹ cũng nghĩ về tiền, anh em mắc lòng nhau cũng vì tiền, vợ chồng xa nhau cũng vì tiền. Có nghĩa là đồng tiền vào tay một con người không có đạo đức thì con người này sẽ xoay chuyển đồng tiền trở thành ác, trở thành ác. Còn nếu như mà một con người có đạo đức để cầm tiền thì đồng tiền này nó sẽ làm được rất nhiều việc tốt, việc thiện trong cuộc đời. Nên cái bài học tập của chúng ta hôm nay gọi là đồng tiền không phải vạn năng. Mà con người trong thời đại thì cho rằng đồng tiền là vạn năng. Người ta nghĩ rằng có tiền mua tiên cũng được, nên cho rằng có tiền là có tất cả, có tiền là có quyền. Nhưng có những khi trong cuộc đời chúng ta, dù là giàu, có tiền, có danh, nhưng có khi bản thân mình gặp những sự cố khổ đau, mình vẫn không dùng đồng tiền để giải quyết được 100%. Và có khi con người người ta không có tiền, nhưng người ta tiếp nhận được giáo dục đạo đức, người ta vẫn sống được hạnh phúc. Nên những đức nói là đồng tiền không phải vạn năng, mà nhân cách đạo đức nó mới là vạn năng. Nếu như con người ta có thể nhận thức được nhân cách đạo đức là quan trọng, như vậy thì con người sẽ dùng nhân cách đạo đức để kiếm tiền. Mà một con người mà dùng nhân cách đạo đức để kiếm tiền thì chắc chắn rằng gia đạo này thịnh vượng mãi. Tại vì sao? Vì từng đời cứ truyền cái cách là đạo đức để kiếm tiền. Nên người xưa nói câu là ông bà cha mẹ có đạo đức thì con cháu mặc sức mà ăn. Ý là ông bà cha mẹ có đạo đức thì dạy cho con cháu có đạo đức. Con cháu đã có đạo đức thì gia đạo thịnh vượng từng đời. Nên đây là cái chỗ mà chúng ta mỗi người được tiếp nhận giáo dục rất là quan trọng. Như hồi trưa Nhân đức gặp 5 người này bị khiếm thị. Có một cô dẫn họ đi, mà 5 người này là họ biết đàn, biết hát, đi biểu diễn á. Từ ngoài Bắc đi vào tới trong Nam đi biểu diễn kiếm tiền. Cuối cùng không biết đi đến cái nơi biểu diễn giấy tờ thì sao, người ta không cho biểu diễn nữa. Cuối cùng 5 người này mới đi giống như hát rong đi kiếm tiền. Thì không biết thì sao, người ta chỉ đến chùa mình gặp Nhân đức. Thì khi gặp Nhân đức, Nhân đức nói chuyện với họ, Nhân đức nói một câu: bây giờ Nhân đức có thể tặng cho mỗi người 500 hoặc 1 triệu được, nhưng mà các người xài hết trơn à. Nhưng mà Nhân đức chia sẻ với mấy người một tư tưởng, tư tưởng có thể lập trường lại và thay đổi cuộc đời vẫn là hay hơn. Nên Nhân đức kể cái câu chuyện mà chàng nít mà cụt tay cụt chân á, mà làm nên sự nghiệp của cuộc đời. Đừng bao giờ cho rằng mình khiếm thị là mình bệnh hoạn, mình có tật, là cho rằng mình là người vô dụng. Nếu như bản thân chúng ta còn cho mình là người vô dụng, vậy thì làm sao mình hữu dụng được? Mỗi một con người chúng ta phải có lòng tin đối với chính mình thì mình mới làm được những việc quan trọng trong cuộc đời. Nếu như chính bản thân mình mà còn không tin mình, vậy thì ai dám tin mình? Nên tất cả các con ngồi đây các con nhớ nha, chính bản thân mình học và muốn làm cái việc gì đó mà mình còn không dám tin mình được, vậy ai dám tin mình? Nhưng đức tin chắc rằng cuộc đời con người, chỉ cần chúng ta có một tư tưởng và muốn làm một việc gì đó trong cuộc đời này thì chắc chắn là chỉ cần quyết tâm là đều thành công hết. Nó thí dụ như giờ chàng nít nó cụt tay cụt chân, vậy mà nó làm nên sự nghiệp cuộc đời lớn vô cùng, khắp nơi trên thế giới người ta mời đi giảng thuyết. Mà từ là một con người đã từng chán nản muốn kết liễu cuộc đời, vậy mà chỉ cần coi sách qua tư tưởng người xưa thôi, vậy mà lập trường lại trở thành một con người tuyệt vời thành đạt, mà cụt tay cụt chân mà thành đạt, thấy không? Nên từ nơi đó mà hồi trưa Nhân đức nói chuyện với 5 người khiếm thị còn trẻ lắm, Nhân đức nói rằng
Bây giờ thí dụ như Đức cho 500, 1 triệu xài hết trơn, nhưng nó không có một chút tư tưởng gì cả. Bây giờ những Đức chia sẻ xong, những Đức tặng mỗi người một chiếc máy nghe Pháp, một chiếc máy niệm Phật. Rồi chiếc máy nghe Pháp này hơn 1000 buổi đó, nghe đi, chân thật mà nghe đi. Có thể đời này nghe, đời này vui, và cuối đời ra đi có thể thay đổi số mệnh cuộc đời, thay đổi được số mệnh. Đời này khiếm thị, đời sau có thể tăng thêm chút phước, làm con người sáng mắt, làm một con người sáng mắt, rồi được tốt đẹp, hoặc là được lên cõi giờ làm tiên nam hay tiên nữ gì cũng ngon. Còn nếu mà tín nguyện niệm Phật thì được đi về thế giới của Phật, nó vẫn là đặc biệt. Còn nếu như đời này nó đã là thiếu phước khiếm thị à, mà nếu mà không nghe đạo nữa đó nghe, không nghe đạo á, thì đời sau của mình chắc chắn là không bao giờ có được thân người. Nên một con người khiếm thị như vậy á, là giống như người ta từ trong bóng tối mà mình đem Phật Pháp mình chỉ người ta là từ tối đi ra sáng, hiểu không? Còn nếu như từ khiếm thị như vậy mà chỉ biết kiếm tiền thôi, vậy thì từ tối đi vào tối. Còn một con người giàu sang trong cuộc đời này mà họ chỉ biết tiền bạc vật chất mà không có đạo nghĩa, thì từ sáng đi vào tối. Còn người có tiền bạc vật chất mà tiếp nhận giáo dục đạo đức nhân cách làm người tốt đẹp, vậy thì từ sáng đi ra sáng. Đây là cái rất là quan trọng. Vậy thì mỗi một con người chúng ta tiếp nhận giáo dục, chúng ta xem mình hiện tại nè, là mình từ sáng đi ra sáng, hay từ tối đi ra sáng, hay là từ tối đi vào tối, hay từ sáng đi vào tối, mình xem lại đi, thì tự nhiên mình sẽ biết mình sao liền à. Bây giờ chính cái gia đình mình đó, cái gia đạo mình đó, mình đang làm ăn, mình đang có sự nghiệp hay không có sự nghiệp gì đó, thì mình biết mình có phước hay không có phước liền à. Bây giờ mình học Phật rồi đó, mình biết mình có phước hay không. Cái người có phước thật sự trong Phật Pháp dạy á nghe, là người sao? Là người mỗi ngày sống vui vẻ, biết đủ là người có phước. Còn người thế gian cho rằng người này giàu, cực kỳ giàu luôn, thì là có phước. Có những người giàu có phước nhưng thật sự không hưởng được phước. Họ không hưởng được phước. Ngày nào họ cũng lo, ngày nào họ cũng buồn, ngày nào cũng nặng đầu óc, là người thật sự không phải hưởng phước. Còn người thật sự hưởng phước là người thường vui trong mọi hoàn cảnh, thường sống an tâm, thường tự tại. Đây mới thật sự là người có phước. Nó nên tự mỗi người chúng ta xem lại mình có phước không là biết liền à. Mình có phước hay không biết liền. Rồi thêm cái nữa, người có phước kiểm nghiệm qua chỗ này là ít bao giờ giận ai để trong tâm, lọc, là người có phước. Còn người mà giận hờn người ta mà giận dai còn hơn cái gì nữa, giận dai như đĩa. Người như vậy là người gì? Người như vậy là người không có phước, hiểu không? Giận người dai là người không có phước. Tại vì sao? Vì sao nó giận dai mà không có phước thầy? Vì giận dai là mỗi ngày nó đang đốt phước của mình, thì làm sao có phước? Cái người mà giận dai là cái người đang áp đặt chất độc vào cơ thể, đem chất độc để vào cơ thể mà để lâu. Như vậy thì cái chất độc này nó sẽ phát tán rộng ra. Vậy thì phải là người giận là để đốt phước mình không? Giận người ta là đang đốt phước mình đó. Vì giận là nóng, nóng giận, nóng giận là lửa, lửa là đốt, hiểu chưa? Nên cái nguyên lý của một con người săn hận là cơ thể bệnh nhiều và già và nổi mụn nhiều, hiểu chưa? Cái người giận nhiều là mụn nhiều, nghe không? Bây giờ xem ai trong đây mụn nhiều là biết rồi đó, giận nhiều. Nên từ nơi đó mà chúng ta khôn là chúng ta có phước là biết gì không? Là không có giận ai để trong tâm. Vì cái cuộc đời này nhân vô thập toàn, bây giờ làm sao kêu người ta giống mình giống người ta. Mỗi người mỗi ý, bây giờ vợ chồng ngồi gần kế bên mà vậy mà mỗi người còn có cái nghĩ khác nhau. Thí dụ như hai vợ chồng mà vợ thì thích màu xanh mà chồng thì thích màu trắng. Thí dụ như bây giờ chồng thì thích mua xe màu đen mà vợ thì thích cái xe màu khác, nhưng mà vợ không dám nói, bắt buộc phải theo chồng. Chồng muốn thì phải chiều, hoặc là vợ muốn mà chồng không muốn thì chồng có khi cũng phải chiều vợ. Chứ thật sự thì hai người không phải là ai cũng thích màu đó,
Nó có khi chiều nhau nữa không chừng, hiểu không? Chỉ cái chuyện nhỏ thôi mà nó còn không hòa được nè. Không chi mà bắt buộc người ta phải giống mình, không được đâu. Chắc chắn là không có được. Nên đừng bao giờ mà đi không vừa lòng mà đi dặn người ta để trong tâm. Nghĩa là dặn người ta để trong tâm là đốt phước mình rất là nhiều, hiểu không? Nên từ khi mà Đức học Phật tới bây giờ, những Đức có dặn ai lâu chứ nghe. Cái gì cần nói thì Đức nói cái vèo là xong à. À, mà nói cũng để nhắc người ta thôi, chứ không có bực bội khó chịu gì mà trong lòng muốn hại người ta chứ. Nhưng ngày xưa là dặn dai lắm nghe. Nên dặn dai viết cái mỏ nhọn quét. Ngộ ghê. Dặn dai viết mỏ nhọn quét. Thì bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, có ai dặn mà, có ai thường dặn hờn sân si mà đi đâu cái mặt cũng. Có ai mà vậy không? Không bao giờ. Cái người mà giận hờn lúc nào cái mặt cũng là mà gặp mỏ nhọn những đức nữa thì mà cái người giận nhiều là dễ, mặt mau nhăn. Biết sao? Thì giận mà sân si mà sao? Nó nhâu nè, nhâu viết mau xếp lý. Còn cái người cười là tự nhiên mặt mình nó thẳng lại à. Nói thiệt nha, cái người mà đã từng săn hẳn bị già rồi mà cái cách mà để ủi mặt mình bóng lại là một phương pháp không cần đi sửa sắc đẹp, chỉ cần thay đổi bản chất lại thôi. Ngày xưa mình nhăn thì nó nheo. Nhăn nheo. Hiểu chưa? Còn bây giờ mình cười, mình cười thì nó thẳng. Cái cách ủi mặt bóng lại và thẳng da là cách nào? Là cách không dặn người mà mỗi ngày thường vui vẻ ưa cười. Cái trang điểm tuyệt vời nhất là con người này thường cười, là trang điểm tuyệt vời nhất. Mà lạ tay con người thường cười là tự nhiên họ sẽ từ từ có duyên lại liền. Nên tất cả các cháu này nhớ nè, với cha mẹ các cháu hay người nghe qua công đoạn này nhớ nha. Những đức cô động lại cái câu này 100%, nó là như vậy luôn nè. Một con người đến với cái cuộc đời này, họ không có phước, họ nghèo, cực kỳ nghèo luôn. Và họ mỗi ngày họ sống bằng một cách sống rất là tiêu cực. Như vậy thì phương pháp mà thay đổi cuộc đời cho người này bằng phương pháp nào? 100% quý vị luôn, đó là thay đổi tính tình lại. Đừng nên sống tiêu cực mà tập có lễ phép. Tự nhiên người này đổi lại hết luôn. Sống vui vẻ, hoan hỷ, gặp người chào hỏi có nhân cách đạo đức, nói lời thật thà. Đây là những tố chất để con người này thay đổi số mệnh luôn. 100% họ sẽ thay đổi số mệnh. Nếu con người này làm trong vòng 3 năm, 100% quý vị, tự nhiên con người này sẽ thay đổi số mệnh liền. Trong vòng 3 năm thôi là thay đổi số mệnh. Từ một con người đi làm hồ, từ một con người đi giác bao, tự nhiên nghe giáo dục một cái, tự nhiên thay đổi tính tình lại hết luôn. Tự nhiên lịch thiệp, vui vẻ, hoan hỷ, tự nhiên như vậy luôn trong vòng 3 năm sau thôi. Người này không phải là người đi giác bao nữa, mà người này là người quản lý vị trí giác bao. Thì lên chưa? Lên liền, thấy không? Tại vì cái nghề họ dính á, nên bây giờ họ không đi giác nữa mà họ quản lý người giác bao. Thấy không? Đó, quý vị thấy đó. Lên rồi đó. Trong vòng 3 năm sau là lên liền 100% với quý vị luôn. Còn nếu như một con người này đi giác bao, đi làm hồ, làm nghề mà gọi là xã hội cho rằng là cái nghề thấp kém đó, nhưng mà mỗi ngày con người này săn hẳn, tính tình tiêu cực, không biết chào hỏi ai, không lịch thiệp, không vui vẻ, thì thôi cuộc đời người này có cố gắng cả đời đi chăng nữa thì cũng không có được một cái gì hết trơn. Chỉ giỏi lắm là tay làm hàm nhai mà tay ngưng hàm nhịn, không có được một cái gì cả. Con người này chỉ cần muốn thay đổi số mệnh, chỉ có đúng cái cách là gì? Lịch thiệp, vui vẻ, hoan hỷ, gặp người chào hỏi có lễ phép, nói lời thật thà, trong vòng 3 năm sau thay đổi số mệnh chắc chắn luôn. À, trời ơi, 3 năm sau mà
Mà dùng cái cách đó thì phước nó lớn dữ lắm. Và nhiều người đồn ra, trong vị trí làm việc nhiều người người ta đồn người đó như vậy đó, đồn ra là tự nhiên người chủ cả người ta sẽ nâng người đó lên, là chứ không nói vòng vo chứ. 100% luôn. Nên thay đổi số mệnh cuộc đời không có khó đâu, chắc chắn luôn. Tại vì sao mà Như Đức đúc kết những câu này mà Như Đức nói mà 100% chứ gì? Vì chính Như Đức thấy rõ ràng có những người đi đến chùa mình làm hồ nè, có những người đi đến chùa mình, thí dụ như công ty xí nghiệp mà mình mua cái này cái nọ, người ta đi đến người ta bắt máy móc nè. Như Đức thí nghiệm thử nghe, họ đang bắt máy móc này kia, Như Đức bước vô, Như Đức nói chào anh, họ quay lại họ nhìn mình làm nè. Như Đức nói mày cả đời làm cu ly với con. Thế vì sao? Cái đạo nghĩa này mày không biết. Bây giờ một con người muốn thành đạt nè, các bé nhỏ con nhớ nè nghe. Nếu như các con muốn thật sự cuộc đời con lớn lên muốn thành đạt nha, không phải các con học nhiều mà thành đạt đâu, chưa chắc đâu. Các con phải rèn qua mấy tố chất này. Một là các con phải đi tìm hiểu tôn giáo. Tìm hiểu tôn giáo có nghĩa là Thiên Chúa giáo, là con phải tìm hiểu, là gặp người bên đạo Thiên Chúa giáo, đức gia, là mình gặp mình phải chào làm sao, cái lễ làm sao. Còn người trong đạo Phật thì gặp hàng Phật tử chào làm sao, gặp người xuất gia chào làm sao, gặp tăng chào làm sao, gặp ni chào làm sao. Các con phải nắm được những điều này. Và tất cả các mối đạo các con phải đi tìm hiểu sơ qua để biết cái nhân cách, để khi gặp họ mà biết chào hỏi. Tại vì con người sống trong cuộc đời này, mỗi người nó đều có một tôn giáo để họ theo. Thí dụ như những tôn giáo lớn vô cùng như ở miền Tây là gì? Phật giáo Hòa Hảo, phải không? Phải đi tìm hiểu Phật giáo Hòa Hảo là có nguồn gốc như thế nào. Rồi khắp nơi nơi là đạo Phật là mở rộng nhất, cũng như gọi là quốc giáo đi. Chúng ta nhất định phải học tập được một chút về nhân cách trong cái đạo Phật, để biết chào hỏi, biết lịch thiệp. Rồi Thiên Chúa giáo cũng rất là mạnh, nên phải đi tìm hiểu Thiên Chúa giáo để biết được cái người trong Thiên Chúa giáo là cách nói chuyện sao sao để giao tiếp với họ. Thì ba mối đạo này phần nhiều rất là mạnh, như đạo Cao Đài thì cũng không phải mạnh quá mà cũng có. Thì phải đi tìm hiểu đạo Cao Đài sao để chúng ta biết giao tiếp với người đạo Cao Đài. Thì gom lại tất cả những mối đạo đó, khi tìm hiểu biết rồi thì lúc đó thì tất cả các khâu mà khi người ta gặp mình đó, anh đạo gì thì tôi giao tiếp với anh đạo đó, anh đạo gì tôi giao tiếp với anh đạo đó, tự nhiên người ta sẽ thấy mình là con người có đạo. Mà khi đã có đạo và nói chuyện phù hợp rồi thì tự nhiên người ta sẽ thích làm ăn với mình. Từ nơi đó mà con người này thành đạt rất là lớn, vì họ nắm được, họ biết hết rồi, nên họ rất là thành đạt luôn. Còn thí dụ như họ học thức, địa vị, cương vị và họ có những bằng cấp này bằng cấp kia cao, nhưng khi vừa gặp họ không biết giao tiếp. Khi họ không biết giao tiếp thì nó có một cái sự xa lánh nhau dữ lắm. Như bây giờ những đứa gặp mà hai cái thằng mà nó lỡ nó bắt máy móc gì ở trong chùa mua đi, bây giờ mình gặp nó mình chào nó cái mình cười nó nhìn lên, thấy không? Là tự nhiên á, giữa nhân duyên mình với nó đó là nó không có cái duyên đó. Mà không có cái duyên đó thì tự nhiên mày không có cơ hội. Bây giờ nó cứ nghĩ rằng là một người xuất gia, ông là người xuất gia, ông làm được cái gì? Ông là người xuất gia, ông đâu có làm được gì đâu. Ông không có khả năng làm được một cái gì chứ. Mày sai mất tiêu. Sai mất tiêu, lầm to. Thật sự mà nói, có những cái cương vị của người xuất gia, cái sức ảnh hưởng người ta cực kỳ lớn luôn. Sức ảnh hưởng rất là lớn. Và khi mình gần gũi với người ta, mình chơi được với người ta sẽ cho mình rất nhiều tư tưởng, để cho mình có được một cái cơ hội để mà mình lập được sự nghiệp trong cuộc đời mình. Và mình có những cái sự bế tắc thì mình lại tìm họ để họ gỡ rối cho mình. Trời ơi, cái này quan trọng vô cùng luôn mà không biết, thấy không? Vậy nên những đức nói rằng là họ chỉ nghĩ rằng mỗi ngày cố gắng làm cho xong trách nhiệm của họ, chiều có vài chai bia uống. Vậy thì cả đời mày là đi kiếm 1-2 chai bia uống. Còn nếu như mày mở rộng ra thì mày trong nhà mày sẽ có được 10 thùng bia, chứ không phải là mày đi kiếm 1-2 chai bia nữa, mà mày trong nhà có thể có được chục thùng bia để sẵn, muốn uống thì lấy uống, thoải mái hơn là đi kiếm từng chai bia uống. Nếu như bây giờ nó chưa phải tu gì luôn đó, nhưng mà nó mở rộng ra một chút thôi thì cũng vẫn thấy thoải mái hơn. Nên những đức nói rằng cái nhân cách chào hỏi lễ phép là việc cực kỳ quan trọng, để là một cái đường dây nối con người đến với con người.
Và sự thành công của chúng ta là từ ngay con người nói với con người, phải không? Đó. Nên những đức nói rằng là cái hành động của họ như vậy là do vì sao? Vì do ông chủ không được tiếp nhận giáo dục. Nên những đức nói rằng là các công ty xí nghiệp, người làm chủ phải có một cái lớp tập huấn về nhân viên. Tập huấn gì? Nhân cách đạo đức, chứ không phải những cái trò vô bổ. Không phải nói những cái điều cố gắng hay là sự việc không cần thiết đó đâu, mà phải có một cái tư tưởng giáo dục cái người nhân viên làm việc ở trong công ty về lễ phép nhân cách. Những đức nói rằng là đất nước Nhật nhỏ ngoài đảo thôi mà vì sao nó phát triển mạnh gì? Quý vị chỉ cần để ý một con người Nhật thôi, họ có một cái lễ nghe. Nên con người Nhật nó được sự rèn luyện con người ta từ còn nhỏ. Nên cái người mà được rèn luyện từ khi còn nhỏ nó có một cái sức hơn người ghê lắm. Và họ có lễ vô cùng, gặp người là nó có một cái sự chào hỏi, đúng không? Người Nhật họ có một cái lễ phép, và nhìn họ nó có lễ phép gì sao đặc biệt lắm. Nên từ đó tại sao quốc gia người ta nhỏ mà phát triển mạnh như vậy? Từ lễ phép mà lên. Từ lễ phép mà lên 100% luôn. Như vậy thì bây giờ chùa mình mà nhiều người ta đến là từ ngay đâu? Chùa mình nói thật sự mà nói là có lễ phép. Khi người ta đi đến đây chào hỏi vui vẻ, lịch thiệp, nhiệt tình thì người ta mới đi đến đây. Thì bây giờ mỗi một công ty xí nghiệp, mỗi một gia đình, mỗi một cơ sở làm ăn, nếu mà ông chủ là tố chất như vậy thì dạy tất cả nhân viên của mình đều như vậy, thì sự nghiệp của ông chủ này thật sự mà nói nó rất là bền bỉ. Nó rất là bền bỉ. Theo những đức thấy rằng nếu người làm ăn lớn thì phải làm như vậy, thì tương lai thật sự mình mới có sự nghiệp tồn tại. Tất cả những người làm việc cho mình đều nhìn nhận ra mỗi người một cương vị quan trọng của công ty này. Và mỗi một người làm cho mình, nhà họ nghèo, chúng ta dám bỏ ra một số tiền cắt nhà cho họ, rồi xong làm trả lại cho mình từ từ. Cũng là trả, nhưng mà người nhân viên này sẽ hết lòng hết dạ với mình. Vì sao? Lấy tình nghĩa để đến với người ta. Một người làm chủ mà có được cái tâm lượng như vậy thì những đức nói bảo đảm luôn, ông chủ này không phải là ông chủ tầm thường, mà là ông chủ này thật sự là một ông chủ lớn, chứ không phải là người nhỏ nữa. Phải có cái tầm nhìn này mới là đặc biệt. Còn nếu như một con người làm việc lớn mà cái tâm họ rất hẹp hòi, họ rất là keo kiệt, thì con người này thật sự họ không bao giờ làm được việc lớn lâu dài. Nên mình theo một con người mà họ đang đương thờ, mà họ rất là keo kiệt, họ rất là tính toán so đo từng chút, vậy con người này mình chơi với họ không bền đâu, 100% luôn. Vì sao? Vì tính tình đó là tính tình không phải là người làm việc lớn. Nên tất cả các cháu ngồi đây nghe, nếu mà các con mà có được tư tưởng một chút á, thì những điều những đức chia sẻ cho các con nghe cô động lại ngay chỗ nào, phải không? Đạo đức làm người là rất quan trọng để lập được sự nghiệp 100%. Chính bản thân những đức nè, ở ngoài đời là làm việc gì cũng không được hết. Chỉ đúng một cái là thủ đoạn, tính toán, rồi xạo sự. Bộ mặt bên ngoài thì giống như hiền từ, mà bên trong thì ác. Ghê không? Làm cỡ nào cũng không có hết luôn. Kỳ cục như vậy. Đều là thủ đoạn không? Không có gì hết. Vậy mà khi học Phật nghe, không suy nghĩ có gì hết, mà nói có nhiều vô cùng. Thì những đức nói rằng 100% con người ta chỉ cần tiếp nhận giáo dục thì chắc chắn rằng là thay đổi cuộc đời. Tiếp nhận giáo dục là thay đổi cuộc đời, chắc chắn luôn. Đó. Nên cái lớp học này nó đặc biệt lắm. Nên mấy cái người mà trẻ tuổi á, hay là cha mẹ các cháu đồ đó, chúng ta nên đến học tập mỗi tuần thứ bảy. Tại vì nó cho chúng ta một tư tưởng rất là đặc biệt. Mỗi người buôn bán làm ăn kinh doanh gì cũng vậy chứ á, đừng có nói rằng là chúng ta lao vào công việc cho nhiều là cái đó là ngon, chưa chắc đâu. Quý vị mà làm giết nó đơ luôn á. Cái người mà cứ chú tâm vào công việc, cứ làm hoài mà không mở rộng cái tâm ra để mà cỡ mở tâm tư, làm ăn nó không có thành đạt đâu. Dù quý vị có tiền đi chăng nữa nhưng mà con người quý vị nặng nề dữ lắm. Nhiều người ta giàu mà ta nặng nề dữ lắm. Nên những đức khuyên á, hàng Phật tử á, mỗi tuần thứ bảy chủ nhật, thật sự mà nói mình cứ đi đến chùa đi. 100% với quý vị không có đói đâu. Tại vì
Quý vị đã được học tập về, về đạo đức làm người, nên con người mình nó đỡ tối đa về cái chuyện mà mình ích kỷ, nhỏ mọn và đố kỵ hơn thua. Cái tâm con người mà hơn thua đố kỵ nó được tổn phước hết trơn à. Nó đốt hết trơn phước vậy. Thí dụ giờ mấy bé nhỏ ngồi trong đây đi, mà còn nhỏ gì mà chỉ cần tính tình mà đối với chị, anh, em, mà chỉ cần có một cái tâm ích kỷ mà giành giật từng miếng ăn, từng gói xôi, từng cái bánh, từng cái kem, và cha mẹ mua cho con bộ đồ này rồi không mua cho con lại đố kỵ, con nói rằng là tại sao cha mẹ không mua đồ này cho con mà lại mua cho anh. Chỉ cần các con có một cái tâm này thôi thì cuộc đời các con đừng có mong gì sao mà thành đạt. Đối với anh chị em mà còn tính toán so đo từng chút, sao mà con người này có phước được. Mà những con người vậy sau này lớn lên là nó giành của cải anh em nhau không à. Nên những đức nói rằng là mình là anh chị em với nhau, anh được thì mình mừng, em được thì mình mừng, chị được thì mình mừng. Cái đó đó thì các con mới là thật sự có phước. Nếu như mà các con nghe những đức nói mà các con chân thật mà làm là các con có phước lớn dữ lắm. Cuộc đời các con có thiếu thốn gì đâu, những đức đã thấy nhiều người rồi. Có khi trong một gia đình ta chịu thiệt hết trơn à. Có tiền bạc gì cái cho cha cho mẹ, có tiền bạc gì cái thấy anh chị em khó khăn giúp đỡ. Có nhiều người ngày xưa mình ngoài đời mình nghe họ nói công nhận cái thứ gì nó ngu thế ghê. Nghèo mà làm xạo, nghèo mà có chút đỉnh tiền cái cho cha mẹ hết trơn, nghèo mà có chút đỉnh tiền cái mua đồ đủ đạt cho anh chị em ăn. Thứ gì đâu có gì nghèo mà xạo. Vậy đó mà cả đời người đó không giàu mà sướng, không bao giờ thiếu. Còn cái người keo kiệt kia là do trong mạng có phước, nhưng mà keo kiệt để tích góp không mà cả đời giàu mà khổ, ăn không dám ăn, một cắt cũng không mẻ. Vậy đó mà con vô nhà thì gặp con phá gia chi tử, xài thì không dám xài, mà con thì nó xài ác đạn, mà nó xài tầm bậy không à. Tại vì sao? Vì quý vị keo như kẹo kéo gì, vì tiền này để làm gì? Thì con lũ đạn vô nó phá chứ thì sao. Cái việc này là 100%. Còn người ta tuy nghèo nhưng mà có tiền bạc chút ta cho cha cho mẹ người ta, anh em khó khăn ta giúp đỡ, ai khó khăn ta giúp liền. Từ nơi cái hành động của người ta như vậy mà cả đời người ta không giàu mà lạ thai người ta lại sung sướng. Người ta không giàu mà sung sướng, sung sướng mới là có phước. Nhận đức nói thiệt á, nhận đức có một á người chị dâu, anh với chị á là không có giàu nhưng mà rất là rộng rãi, từ đối với cha mẹ, đối với anh em rất là rộng rãi lạ thai. Hai vợ chồng á không bao giờ mà khổ. Tự nhiên vừa hết tiền cái có người khác cho tiền, vừa hết cái gì cái là có người ta cho, rất là lạ. Mà cả đời không có giàu mà ngộ tay á là không có khổ. Sau này ông anh ổng mất đi thì còn bà chị dâu tính tình bởi Iran vậy luôn. Thì trong gia đình á thì chị dâu chị nuôi luôn mẹ của chị nuôi suốt, chị chăm lo bác ba cho tới mắt luôn vậy đó, chăm một tay chỉ chăm luôn vậy đó, chăm mẹ đến mắt, hộ niệm cho mẹ đàng hoàng hết trơn. Những đức nói chị hai câu, những đức nói nè, những đức nói bảo đảm 100% với chị, cả đời chị đố mà khổ. Ai gặp chị cũng muốn cho tiền hết chứ, vừa gặp mặt là muốn cho tiền liền, không nói vòng vo chứ, kỳ cục như vậy. Mỗi lần mà đi lên đây cứ là không có tiền. Nhưng mỗi lần lên những đức mà gặp mặt cái là những đức nói nè, cho chị nè mấy triệu đi xe nè, thấy cái là muốn cho tiền. Vì sao? Thấy tội nghiệp dữ lắm. Mà cả đời là như vậy đó, vì cha mẹ hai bên, rồi sống với anh chị không mít lòng với ai cả, mà ai la ai gầy gì cũng không buồn giận người ta gì chứ. Những đức nói cả đời anh chị không bao giờ khổ, thấy chưa? Không giàu mà không khổ nghe. Còn có những người ta rất là giàu nhưng người ta lại khổ. Vì sao? Vì keo kiệt, tính toán so đo mà khổ. Nên bây giờ chúng ta đã có một phương pháp học tập rồi, cả đời chúng ta bây giờ đừng có sống khổ nữa, hiểu không? Bây giờ mình biết chùa chiền ở đây rồi, trời ơi, những đức lo ngàn mấy trăm người mà còn sống khỏe khỏe, trong khi bây giờ kinh tế nó khó khăn có chùm hết chứ, hiểu không? Vậy đó nghe, mà những đức tin 100% với vị luôn á. Rõ ràng người xưa nói trong mạng có phước, dù là nền kinh tế nó có cỡ nào thì người trong mạng có phước vẫn không thiếu. Vẫn không thiếu, thấy không? Đó là điều 100% chính những đức làm, xác thực luôn, xác thực luôn quý vị ơi.
Nên đừng bao giờ cho rằng mà chúng ta bỏ ra là mắc nghe, không có mắc đâu, không bao giờ mắc đâu, thiệt luôn á. Nên mỗi một con người chúng ta mà chỉ cần mà mình mà có một cái tâm thiện, một cái tâm rộng rãi thì chắc chắn con người này không bao giờ thiếu phước. Nên những điều những Đức chia sẻ để cho ở đây những vị Phật tử nè, rồi các cháu nhỏ nè, học sống làm sao á, nó học sống làm sao mà cái tâm trạng mình nó được thoải mái á, đó là tuyệt vời nhất à. Đừng bao giờ mà lo bữa nay có gạo ăn mà ngày mai hết gạo, thôi khỏi lo nặng nề chi. Nhưng Đức thấy rõ ràng như chùa mình đi hởm á, chùa mình đi hởm á, nó còn được có một tấn gạo, nó đem qua bên kia hết trơn còn tấn gạo, bữa nay nó lên 10 tấn à. Mà có nhiều người ta cúng dường, ta đưa tiền như Đức là như Đức chưa có mua nghe, chưa mua luôn mà bữa nay dẫn lên 10 tấn à. Thấy rõ ràng chưa? Nên từ nơi đó quý vị coi gạo nấu cho người ta ăn không à, cho bao nhiêu người ăn chứ, những Đức đâu có đem gạo đi bán đâu. Từ xưa tới giờ chùa mình nghe có một cái quy tắc nghe, là gạo dư là tuyệt đối là chia cho người ta ăn, chứ không bao giờ đem gạo đi bán. Tại vì sao? Vì gạo này chính người ta cúng dường cho chùa, dư thì chia cho chúng sanh ăn, tuyệt đối không đi bán gạo. Riêng chùa mình là không bao giờ đi bán gạo. Và đồ ăn gì dư đều là chia ra cùng ăn hết. Vậy thì sao? Cái phước này không bao giờ hết, 100% luôn. Phước càng ngày càng tăng, càng tăng, càng tăng lên rất là dày. Mà cuộc sống con người vui vô cùng luôn. Nên năm nay những Đức nói rằng á, khắp nơi nơi đủ duyên về đây ăn Tết đi. Chúng ta năm nay bây giờ 4 đạo tràng rồi, về là được số lượng đông lắm ở chùa mình á. Nếu mà năm nay bị về chùa mình khoảng 2.000 người ở trong đây là chia ra 4 chùa thoải mái. 2.000 người ăn Tết 7 ngày, những Đức lo cho à, thiệt á à, về đây ăn Tết đi. Những Đức nói thiệt nghe, 7 ngày nè, không thấy bài bạc, không thấy nhậu nhẹt rượu chè, không thấy sát sanh hại vật quýnh lộn. Nghèo rồi nghèo, khó rồi khó, thất nghiệp vậy chứ. Mà Tết cũng gán gán mà bươi vào để mà ăn chơi một chút mấy ngày Tết. Thấy không? Từ nơi đó quý vị vô đây mà 7 ngày nghe, tu được 7 ngày nghe. Rồi tối lại á, năm nay nghe, Tết năm nay là buổi chiều là phải lễ Phật một thờ mới được chơi. Mọi năm á là buổi chiều là ưa sinh hoạt là không tu, mà năm nay là phải tu một thời buổi chiều, đó là lễ Phật một thời 45 phút rồi mới sinh hoạt đại chúng, có tu có chờ không? Vậy thì Tết nhất về đây vô cùng xứng đáng. Nên năm nay mà những Đức nói gia đình mà cha mẹ con cháu chắc chí chét vô đây hiểu không, nó nguyên cái nhà ăn này ngủ thả ga. Thấy không? Thấy chưa? Rộng thênh thang nè, còn mưu phong nữa. Thấy không? Đó, nên từ nơi đó, trời ơi, mấy ngày Tết mà 7 ngày vô đây ăn Tết nghe, không tốn tiền mà tới ngày đi về vợ chồng cái mặt đẹp. Con mặt cũng đẹp. Mà có phước đem về, thấy chưa? Ôi ôi, 7 ngày mà ăn Tết trong chùa mình cũng như tu một năm. Tại vì sao? Tu từ cái khó mà làm được. Nên gia đình thăm cha thăm mẹ gì đó xong rồi vô chùa, rồi ăn Tết ngon lành, mỗi ngày cừ hú hí. Không mà 7 ngày Tết những Đức chọc cho cừ thả ga, cừ tối ngày. Thật sự mà nói, con người mình nó giống như nó đủ năng lượng vậy đó, năng lượng nó đầy quá vậy đó. Giống như trong chùa mình mỗi ngày là tích tụ năng lượng sao đặc biệt lắm kìa. Bây giờ mà những Đức mà 4 ngày, thấy không, thấy việc làm việc cho Phật Pháp chưa, 4 ngày lót gạch, đêm nào cũng lót tới 1 giờ khuya, có bữa đó lót tới 3 giờ rưỡi luôn, 3 rưỡi sáng á. Từ 3 giờ sáng làm cho tới 3 giờ sáng bữa sau.
làm thấy ghê, buổi trưa ngủ tiếng, rồi làm suốt luôn, trong 4 ngày lót gạch sạch hết trơn luôn, các khu mấy bà cụ lót hết trơn. Người ta làm 1 tháng, chùa mình làm 4 ngày. 4 ngày nó lót gạch hết trơn luôn, đực cái gì cũng lót hết. Lót quá trời luôn. Đúng là hồng phái nữ không đơn giản nha. Phái nữ mà mình biết rèn luyện thôi cũng giỏi lắm á. Rồi mấy cô mình mà nó cầm búa với nó cầm mà cái đồ đục bê tông á, làm đục ầm chứ ghê thiệt chứ. Đó. Rồi nguyên một vàng mấy cô mình là mấy chú lót được 8 phòng thì nó cũng lót được 7 phòng. Ghê chưa? Lót gạch luôn. Mà bố trí ra có người chỉ dẫn lót luôn. Làm quá trời luôn. 4 ngày xong hết trơn các cụ luôn. Bây giờ phòng ốc các cụ là lót gạch sạch bóng hết trơn à. Đó. Vừa làm xong 2 ngày nay mưa. Thấy chưa? Hay mưa không? Gặp mà mưa kiểu này mà sao làm? Toàn là đổ bê tông rồi làm trộn hồ bên ngoài không. Mà mưa gì sao làm? Mà vừa làm xong 2 ngày nay mưa nghe. Nó mà mưa bữa nay gì là tới dưới Di Đà 17, 18 không mưa nè. Trời xem. Hiểu không? Mình phải tin vậy chứ. Còn nếu mà tới mưa kể. Mình nói không mưa đi, mình vẫn nói tin, mình tin Phật giang hộ là không có mưa. Dưới Di Đà sao mưa? Còn nếu mà dưới Di Đà mà mưa thôi. Vậy đâu. Cuộc đời con người chúng ta không có gì buộc ràng được mình chứ á. Mình không có chết cứng, hiểu chưa? Mưa cũng được và không mưa cũng được. Cái chuyện đó của ông chờ thôi. Mà mình thấy trước mắt là mình thấy Phật gia hộ, đúng không? Còn nếu mà mưa thì mình nói sao? Phật thử đó. Mưa nó Phật thử. Nó bị hổm. Dưới Quan Âm Bồ Tát thấy không? Thấy rõ ràng chưa? Nó trước đó mưa ầm 4 ngày tổ chức lễ không mưa. Lễ xong mưa. Đó. Rồi Quan Âm lỡ mình tổ chức 4 ngày nữa, 4 ngày ông mưa luôn rồi sao? Thì lúc đó mình nói Phật thử, Bồ Tát thử, đúng không? Nhớ nè, người tu hành của mình nó đừng có bị văn tự buộc chết. Trong cuộc đời mình cái gì cũng thông được hết trơn á. Học Phật rồi, hiểu rồi, thông đi. Lúc trước chồng đánh cái bóp vô cái mặt. Bây giờ chồng đánh cái bóp. Trời trời, bà khùng quá vậy bà. Đánh rồi mà sao mà cực kỳ cục vậy? Tôi giờ khóc vừa khóc vừa cũng bị đánh rồi. Tôi khóc gì cho nó mệt đi, quất thì cái chát nữa. Rồi, thôi được rồi, thôi chịu thua bà luôn, khỏi đánh nữa. Hiểu không? Bây giờ quý vị nghĩ coi ngày xưa mà đánh một cái thôi. Vậy mà nằm cả đêm đó hút hít. Nằm cả đêm đó, hoặc đi qua phòng bên kia nằm, hoặc ra phòng khách nằm, hoặc ra lan can ngồi, hoặc đi kiếm chỗ nào nhìn xuống đồi núi đồ. Còn nhà mà có sân thượng thì lên sân thượng ngồi chứ. Tào lao, thấy ghê không? Mà lên sân thượng ngồi có buồn quá thì nó nhảy xuống mất không chết. Thấy không? Bây giờ mình học Phật rồi, cái gì cũng giải được hết trơn á. Đừng có buồn chi. Bị đánh cũng đánh rồi. Trời ơi, bị đánh rồi mà còn buồn nữa thì mắc cả chì lắng chạy. Nên từ hôm nay mấy cô mà chồng mà đánh đó nghe, đánh gái rồi thôi. Ngày sau nói anh ăn mì chưa? Nói, ủa chị gì kỹ chợ? Mới đánh hỏi ăn mì chưa là sao? Thì anh có sức khỏe để đánh em. Rồi. Thôi trời ơi, vợ tôi không dám đánh luôn à. Ghê quá. Sợ lắm nghe. Đàn ông mà kiểu đó nó sợ mình ghê lắm. Chứ không phải chuyện giỡn đâu. Chứ không phải rằng là đánh một cái mà dặn hờn rồi cái mặt chầm chầm chù ụ, trời ơi nó bỏ đi luôn á. Thấy không? Nên mình hôm nay học Phật rồi nghe, cỡ mở tâm tư hết. Trời ơi, sống trong cuộc đời này cho nó đặc biệt đi. Trời ơi, nó đã khổ quá rồi mà còn mỗi ngày cái mặt nhăn nữa, như khỉ ăn ớt chi. Quý vị thấy không, bây giờ như Nhân Đức bây giờ mỗi ngày lo 1,000+ người. Cái gì sao lo đây? Tính cái gì đây? Tính sao đây? Bây giờ đường nào mà tính đây? Bây giờ Nhân Đức nói không cần phải nặng nề, mệt quá. Có gạo thì nấu, không có gạo thì ăn cháo. Không có cháo thì uống nước lạnh, không có nước lạnh thì bà chết đi, bà già. Nó vậy đó mà cái tâm trạng đúng là thoải mái thấy ghê chật. Còn ngày xưa ở nhà vừa mua thùng gạo, cái là nghĩ mai mốt hết gạo, không biết gạo đâu nấu.
Nó thấy chưa? Đã có thùng gạo rồi mà mai mốt hết gạo, bởi gạo nó hết hoài. Nên từ hôm nay đó, chúng ta đừng có sống tiêu cực nữa nghe, phải sống tích cực lên, phải sống đặc biệt lên. Từ hôm nay biết nhau rồi, cười cho nhiều lên, đừng có buồn nữa mấy vị ơi. Cuộc đời con người ngắn ngủi lắm, lỡ mà có những bà mà chồng mà bỏ đồ cũng đừng có buồn chi cho nó mệt. Buồn chi, buồn nó cũng bỏ, buồn chi cho nó mệt thêm. Bây giờ nó thương thì cũng được, mà nó ghét cũng được, nó bỏ cũng được. Nó bỏ mình còn gánh tay gánh chân mình đi tu, đi chùa không ai cản. Ngày xưa có nó còn cản, còn bây giờ không có, mình tha hồ mình đi. Thấy chưa? Rồi mình không phải mình kêu người ta bỏ, nhưng mà người ta bỏ mình rồi thì sao? Rồi mấy ngày trước có một thằng trai, nó đẹp trai, tướng tá như người mẫu vậy. Mình đứng kế nó mà mình đứng có ngang vai nó. Mỗi lần mà nói chuyện mà đứng thì những đứa kêu ngồi xuống mày. Nói chuyện với mày mỗi cổ cũng chết. Nó cao á. Chứ mình là cái chiều cao mình nó cũng hạn hẹp. Đứng nói chuyện với người ta mà ta cao quá, tự nhiên mình đứng mới làm nè. Mày đứng nói chuyện mày bỏ gọi chú ơi. Hôm nay nói chuyện mà hôm nay nhìn ngay cần cổ nó. Gán nhìn ngay cái mặt nhau để đối thoại mà. Nhìn ngay cái mặt nói chuyện. Nó cao quá, ngóng một chút mình nó trời nhức cổ quá trời. Không? Vậy đó mà tướng cao ráo đẹp trai mà kỳ cục, bị vợ bỏ. Đi vô chùa cộng tu, tự nhiên đi vô đây tu mà ngay cái bữa làm hồ, đẹp trai lắm. Tự nhiên vô đi kênh vô mà tưởng đâu là người mẫu hay là Việt Kiều gì nước ngoài gì về, không thấy sang trọng thấy ghê. Tự nhiên vừa ngồi xuống gặp mình cái tự nhiên khóc. Nó trời trời ông này vừa khen nó đẹp trai tự nhiên xong kỳ cục cái trợn. Mà bị gì tự nhiên khóc kỳ cục ấy. Ủa chàng sao mà tướng tá phong độ đẹp trai khóc là cái gì? Thầy ơi, có gì kỳ chợ mặt kỳ á da dạ không bỏ thầy ơi. Không cái gì anh nói là đi, anh bỏ vợ anh hay vợ anh bỏ anh? Vợ không bỏ con á. Trời trời, đẹp trai thấy ghê mà vợ bỏ sao kỳ vậy? Nó lấy thằng khác rồi thầy ơi. Ủa nó lấy thằng khác rồi, rồi anh giải quyết làm sao? Con năn nỉ nó. Trời ơi, nó lấy thằng khác mà đi năn nỉ nó. Những đứa hỏi, ủa anh năn nỉ thì sao? Hay ha, vợ lấy thằng khác mà năn nỉ hay ha. Năn nỉ thì sao? Nói con quỳ xuống con nói em đừng có bỏ anh. Anh mà bỏ, em mà bỏ anh là anh treo cổ, anh chết cho em cốt. Cái nhiều đứa hỏi, ồ vậy vợ nó trả lời thì sao? Nó nói rằng mày mà dám treo cổ tao mới sợ. Trời trời trời. Đúng là kinh khủng thiệt chứ. Thằng chồng nói rằng nó treo cổ, mà vợ nó tin tưởng rằng là mày đố dám treo cổ. Ghê không? Thấy chưa? Mình là đàn ông mà gì phải không? Nhu nhược, không có bản lãnh, không quyết đoán. Thấy chưa? Cuối cùng đẹp trai bị vợ bỏ, mà lấy thằng khác mà đi quỳ xuống năn nỉ. Nếu em bỏ anh treo cổ tự tử. Con vợ nói mày mà dám treo cổ mới sợ. Rồi xong cuối cùng những đứa hỏi vậy anh nói thì sao? Con khóc. Khóc. Trời là trời, ông là ông tướng tá bự như con voi mà sao cái trí như con kiến hay chợ, sao kỳ cục vậy? Rồi bây giờ tìm tôi làm gì? Con xin thầy cứu con. Nói thật, cứu sao? Vợ con cũng đi đến chùa tu nữa, thầy khuyên nó giùm. Thôi ông mệt quá, nó đi đây nó tu nhưng mà nó hành không hành kệ nó chứ, sao mà khuyên nó được đây? Bây giờ những đứa cứu ông chỉ có một cách nè, bây giờ ông nghe lời những đức, bây giờ ông thử đi, ông về nghe không, ông nói với vợ ông thôi tùy em, anh vô chùa tu
rồi xách đồ đi vô đây, ở trong đây tu thử coi nó có vô đây nó kêu gì không. Thì nếu kêu gì thì nó còn thương, còn nó bỏ luôn thì đi tu. Thì những đức nói chuyện mạnh dạn đung đúc ảnh đó. Cuối cùng anh nói: con nghe thầy nói con mạnh rồi. Cái những đức nói: thầy rồi bây lúc này đang mạnh đúng không, chạy xe về liền đi, chạy xe về liền rồi lấy đồ đi liền chứ ngày mai là nó yếu á. Cái ảnh nói: được rồi con chạy về. Trời ơi, chạy về cái tự nhiên con vợ nó đứng ngay cái cửa, nó nói: đi đâu giờ này mới về? Anh vô anh kể là anh nói: đi vô chùa. Trời ơi, nói chuyện yếu xìu à, đi vô chùa. Bây giờ định đi đâu nữa? Tôi lấy đồ tôi đi vô chùa tu. Cái vợ nói nè: cái mặt mày mà tu được mới sợ. Ủa là trời ngủ ghê. Con vợ đây sao nó hiểu thằng chồng hết trơn. Keo cổ rồi nói: cái mặt mày mà dám keo cổ mới sợ. Còn nói đi tu thì nó nói: cái mặt mày mà tu được mới sợ. Cuối cùng nó không cho lấy bộ đồ nào hết luôn. Rồi cuối cùng xách xe chạy vô chùa lại. Hỏi đồ đâu là nó không cho lấy. Trời, đi tu mà nó không cho lấy bộ đồ nào đi chứ. Rồi cuối cùng vậy đó, nó được rồi, tôi nhờ mấy chú cho mượn mấy bộ đồ. Nhờ mấy chú cho mượn mấy bộ đồ. Rồi chuẩn bị những đứa bắt đi làm hồ. Làm quá trời luôn. Hai ngày sau ra gặp những đứa nói: thầy ơi, chắc con về quá. Nó trời đúng không? Vợ nó rõ ràng cái mặt mày mà đi tu được mới sợ. Rõ ràng đúng đấy chưa? Không tu được. Nó ý những đức muốn nói với thanh niên với mấy thằng nhỏ, mấy thằng trai này, con nhớ không? Mình là con trai mà thiếu bản lãnh. Không có nói gì cái chuyện giàu nghèo trong cuộc đời, tùy số phận. Nhưng mà mình con trai nó cũng phải có bản lãnh gì chút con. Hiểu không? Có những việc mình nói được mình phải cố gắng mình làm cho bằng được. Thì phái nữ người ta cũng thấy quý trọng mình nữa. Còn mình con trai mà mình nói được mình không làm được, nó coi thường mình dữ lắm. Các con nghe rõ nghe. Thằng trai á đó, nên kể câu chuyện đẹp trai cao ráo như diễn viên điện ảnh vậy đó. Trời trời mà vợ nó bỏ. Thấy không? Đó, những đức ở đây xấu quắc mà 100 cô đi theo không cô nào bỏ. Ghê không? Thấy rõ ràng chưa? Kìa ngồi cười ngú hí kìa. Đó. Thấy chưa? Ai bỏ đâu. Rõ ràng luôn, đâu phải đẹp hay xấu. Đừng có nói hô xấu mà coi thường nghe chưa. Nên nhớ đó, trời, không phải đơn giản á. Nó thấy không? Nên mấy thằng trai các con nhớ nghe. Mình lỡ hô, lỡ lùng, lỡ xấu, lỡ súng găng, ít học, nghèo, các con cũng đừng nên tự ti. Con người hơn con người chỉ có cái là nếu người ta chơi với mình thì mình chơi lại, còn không chơi với mình thì thôi. Chúng ta cũng không phải nô lệ gì với họ mà phải tự ti làm gì. Các con hiểu không? Nó giàu là chuyện của nó giàu, còn mình nghèo là chuyện của mình chứ. Người ta ăn sơn hào mỹ vị, còn mình ăn cá kho quẹt hay là đậu hũ chấm muối tiêu gì đó là chuyện của mình chứ. Chúng ta đều được vui, có quyền mà. Chứ làm gì chúng ta phải bị nó câu thúc là mình bị lép hơn người ta. Không phải đâu. Con người sống vậy là thua rồi. Thấy không? Nó nên những đức dạy các cháu này, các con phải tiếp nhận giáo dục. Thì sau này con người nó mới mạnh mẽ được. Chứ nếu không, trời ơi, con người nó tệ dữ lắm. Rất là tệ. Đó, nên con trai ít gì cũng phải có bản lãnh một chút. Con trai mà vợ mà nó không tin tưởng một chút nào hết trơn, treo cổ thì nó nói mày mà dám treo cổ, đi tu thì nó nói là mày mà tu được mới sợ, cuối cùng không làm được gì chứ, thấy chưa? Nên bây giờ đã không làm được rồi thì tập làm cho bằng được đi, người ta sẽ nhìn mình bằng một cặp mắt khác lại liền. Đó. Nên từ nơi đó mà những điều nhà Đức chia sẻ ở đây nó mở rộng dữ lắm. Nên mong rằng những cặp vợ chồng còn trẻ đó, thật sự mà nói, đến với nhau là cả đời. Chứ đừng mà cái kiểu mà thấy người ta hiền ăn hiếp người ta. Có khi mình ăn hiếp người ta, mai mốt mình bị người ta ăn hiếp mình lại đó. Nó giống như con nhỏ kia, nó ăn hiếp thằng này, rồi mai mốt nó gặp thằng khác, có chừng thằng khác nó gạt lại, nó đá cho mà biết. Chứ không có giỡn đâu, trời, nhân quả nó đến liền đó. Nó nên từ nơi đó mà chúng ta phải tin nhân tin quả. Có một cái người này á, học thức cao lắm nha, mà nói về cái dạng mà gọi là nhà tâm lý luôn á, nhà tâm lý luôn á,
Mà khi mà ông giải thích một câu, Nhuận Đức nói tự là tự. Nó học nhiều mà nó giải thích cái câu này chắc nó đọ không có ngày ra quá. Hai bên lý luận với nhau, một bên lý luận rằng một xã hội phát triển nên con người ly hôn nhiều. Vì xã hội phát triển con người quá thông minh nên có quyền chọn lựa đối tượng mới cho chính mình, nên mình ly hôn nhiều là một xã hội phát triển. Thì cái anh chàng mà học thức cao kia, nhà tâm lý học kia, anh nói đúng. Trời trời, mình nói trong bụng, trời trời, mày học cái gì mà mày nói câu này đúng? Một xã hội phát triển văn minh mà vợ chồng ly dị nhiều mà đúng, mày nói cái gì với mày? Ơi trời, tào lao. Đúng là con người nó học nhiều, viết nó đi theo cái tư tưởng mà gọi là thay chồng đổi vợ, kỳ cục cái chả. Thí dụ như một xã hội mà thay chồng đổi vợ thì giờ con mình sao? Nếu nằm vai trò mình là con của con mình đi, thí dụ như bây giờ mình là đứa con này đi, thì bây giờ mà cha mẹ chia tay ly dị rồi, con đi theo cha, con đi theo mẹ, mình muốn không? Không bao giờ mình muốn. 100% là mình không bao giờ muốn. Từ khi là cuộc đời mình là do số phận, hoặc là vợ chồng hết duyên thì thôi mình chịu. Chứ nếu như mà còn cứu vãn được thì mình không nên để cho nó phải xa nha. Tại vì mình nghĩ gì con cái nó xa cha xa mẹ, nó không bao giờ muốn, 100% luôn. Nên từ nơi đó mà tự nhiên một nhà tâm lý học, một con người có học thức vô cùng, mà nói lên một câu là xã hội phát triển người ta ly dị nhiều là đúng. Vì người quá thông minh nên có quyền chọn lựa. Điều này vô cùng là phi nhân quả, bậy bạ vô cùng. Nên nếu nói về một xã hội văn minh là đúng ra có người càng văn minh thì phải càng duy trì được một cái hạnh phúc một gia đình. Vợ chồng phải có một cái sự thương yêu, giúp đỡ nhau và hết lòng hết dạ chung tay để xây dựng một gia đình thì mới gọi là xã hội văn minh. Còn nếu như văn minh thông minh mà đi vào cái chỗ là chúng ta theo cảm xúc, cảm hứng của mình, khi còn trẻ đến với nhau thì hứng thú, nhưng mà xài thời gian rồi không hứng thú thì đổi, cho rằng cái thông minh như vậy thì đúng là con người quá tiêu cực. Thật sự quá tiêu cực, sao mà làm được điều này? Hiểu không? Vậy thì con người phi nhân quả rồi, không có đạo đức rồi. Mà con người đã phi nhân quả, không có đạo đức, vậy thì cái xã hội này là xã hội gì? Một xã hội đầy dạng kiếp nạn, đa dạng kiếp nạn sẽ đến với chúng ta 100% luôn. Nên chúng ta sống trong một cái thời cuộc nào, dù cho thời cuộc nó có quê mùa hay thời cuộc nó có phát triển cỡ nào đi chăng nữa, Nhuận Đức tin chắc 100% đạo đức là đứng đầu. 100% đạo đức hiếu với cha mẹ là đứng đầu. Đây là điều nhất định không bỏ được. Nếu như một xã hội mà bỏ đạo đức, bỏ gì chữ hiếu thì rồi xong, chúng ta sẽ sống một xã hội cực kỳ bất an luôn. Nên trẻ em cần phải được dạy về đạo đức, cỡ nào cũng phải có lễ phép, có nhân cách đạo đức. Đây là việc mà con người có thể thành đạt trong cuộc đời. Mong rằng những buổi chia sẻ này có nhiều người nghe, chúng ta sẽ có sự nhận thức về một đời người. Vì chính bản thân Nhuận Đức cũng phải hay ho gì, cũng là một thanh niên không ra gì ngoài đời, nhưng mà tự nhiên sao bây giờ mình có một đại gia đình hạnh phúc vô cùng luôn. Nó bây giờ đối với các cụ già, đối với anh em xuất gia, đối với các cô trẻ vô chùa tu, đối với nhiều Phật tử vô chùa, tự nhiên bây giờ Nhuận Đức cảm giác rằng Nhuận Đức rất là hạnh phúc. Tự nhiên mình thấy mình rất là ấm áp cõi lòng mình luôn. Cuộc đời mình nó không còn thiếu thốn cái gì nữa hết trơn á. Vì lạ thay khi mình có được cái hạnh phúc mà do con người đến với con người với nhau chân thật rồi, tự nhiên thấy nó ấm im cái tâm trạng mình lắm nghe. Thiệt luôn, nó không cảm thấy cô đơn quạnh quẻ gì trơn á. Nên Nhuận Đức tin chắc 100% người xuất gia mà mở tâm lượng không có cô đơn đâu quý vị. Thì ra một con người mà nói hai chữ cô đơn là do con người này hẹp hòi mới cô đơn. Nếu như một con người tâm lượng mà rộng rãi không bao giờ cô đơn. Cũng như Nhuận Đức nè, đi tu có vợ đâu mà có cô đơn đâu. Đó, rõ ràng có nhiều người nói rằng tôi không có vợ có chồng sẽ cô đơn lắm. À, như vậy thì góc độ quý vị chỉ có đối phương này thôi, tìm niềm vui từ đối phương thôi. Vì tâm mình nó quá nhỏ rồi, nếu như tâm mình mở rộng ra làm sao mình cô đơn đây. Chính bản thân Nhuận Đức ở trong chùa này có cô đơn đâu. Nhuận Đức rất là vui luôn.
Các cô cũng vui luôn, các cụ cũng vui luôn, các thầy cũng vui luôn, các chú cũng vui luôn, ai cũng vui hết. Vì sao? Vì mình mở rộng một khung trời rộng lớn luôn. Nên những đức mong rằng hàng Phật tử, người nghe được đạo, đừng có nói hai chữ cô đơn. Và mấy đứa nhỏ nhỏ này sau này đừng nói hai chữ thất tình. Trời ơi sao? Mình là thừa thải tình cảm, sao mà thất tình? Hiểu không? Thí dụ như giờ mấy đứa gái này sau này lớn lên, có con lỡ yêu ai đi, quen với người ta, rồi tự nhiên nó không yêu mình, nó nói chia tay. Mình nói chia thì chia, chứ làm sao giờ? Ủa em buồn vậy chứ hả? Buồn chi? Cha mẹ tôi sinh tôi nuôi tôi không lớn, tôi chưa trả hiếu cho cha mẹ tôi gì hết trơn, là tôi đã yêu anh rồi. Anh vậy là cũng nặng căng lắm rồi. Nhưng mà bây giờ anh không yêu tôi nữa thì thôi, tôi về với cha mẹ tôi cái gì đâu. Tại vì sao? Vì mới tìm hiểu nhau mà nó đã bỏ mình rồi. Bây giờ nó bỏ mình cái mình khóc, mình buồn, mình đi uống rượu, mình chạy xe, mình lạng lách ngoài đường, nó ba trợn. Hiểu không? Mấy thằng trai mấy đứa gái nghe chưa? Mình là người nghe đạo, đừng nói hai chữ thất tình. Chúng ta là đầy đủ tình cảm chứ làm gì thất, làm gì nghèo, không có nghèo tình cảm. Rồi những đức từ khi đi tu tới giờ không nghèo một chút tình cảm luôn, giàu tình cảm. Không? Tình cảm bao la, nó tình cảm khắp nơi nơi luôn, thấy tuyệt vời chưa? Vừa có tình cảm nè, vừa có tiền nè, vừa có danh nè, thấy chưa? Đúng là rõ ràng đi tu có tất cả. Vậy bây giờ cư sĩ chúng ta cũng sẽ có tất cả. Bây giờ quý vị mà đi về chùa cộng tu mỗi tuần thứ bảy chủ nhật đi, vì thấy phải là tình cảm bao la không? Chị em, anh em, bạn bè gặp nhau ở đây đúng là vui, toàn là người tu không? Nó đặc biệt quá mà. Nên những đức nói thứ bảy chủ nhật quý vị cứ đi đến đây tu đi, nằm chặt chặt chút vì cứ vô đây vì ở, hoặc là nhà gần gần là chạy xe về sáng chạy vô cũng được. Đừng có bỏ hai ngày thứ bảy chủ nhật nha, nhất là dịp Tết, nhất là Tết. Tết mới biết được tên nào tinh tấn và tên nào giải đãi. Hiểu không? Đó. Nói gần Tết mà tôi nói mà vắng mấy gương mặt quen quen. Tôi nói mà đừng có nói năm nay mà Tết mà vô đây ăn Tết với tôi. Nguyên một năm ở đây đi vô mỗi tuần tôi nói khô cuốn họng, vậy mà còn có mấy cái ngày mà kết luận ớp mé vậy đó mà không đến, thì đừng có vô mấy cái ngày Tết gặp mặt tôi. Hiểu chưa? Đừng nói hai chữ bận bịu với tôi mất công quá đi. Tôi ở đây mới bận bịu dữ lắm mà còn không nói tới nè, hiểu không? Quý vị bây giờ gia đình có mấy người bận cái gì? Nó Tết vô đây ăn Tết đi, bận cái gì? Khỏi cần lo gạo, tôi chuẩn bị một kho gạo cho mà. Năm nay mua bánh bao la, mua thào lèo đầy đủ. Hiểu không? Nó nên từ nơi đó, hiểu không? Nè, nguyên một năm nghe vô đây rồi nghe, mà còn mấy ngày Tết mà nhất là ngày cuối năm mà tôi thấy người nào mà quen mặt mà không đến á, này là tôi nói không, tôi ghi tên vô sổ. Ví dụ như bây giờ mấy ngày Tết, ví dụ như bây giờ những trưởng đoàn á, Diệu Sưng rồi á, không vô hết được gạch tên. Mai Vũng Tàu không vô lên gạch tên. Rồi Thư Đồng Nai không vô gạch tên. Cứ là mấy cái tên quen quen mà không vô gạch. Tới mà gần Tết mà vô tôi nói này coi tên nè, nhìn đi. Danh sách đã bị gạch rồi đó, thấy chưa? Cả năm chờ tu mà cái ngày quyết định để mà lãnh cúp vậy mà không vô, hiểu không? Nó nên từ nơi đó mà ngày Tết là phải càng tu. Tại vì tâm con người nó quá động ngày Tết, mình mà không tu thì cái động ảnh hưởng mình, nguy hiểm. Nên phải càng tu để dưỡng tâm, dưỡng được cái năng lực tích cực. Đừng có bỏ tu nghe, đừng có nói hai chữ bận mà bỏ tu. Đừng có nói trời ơi thầy, ô thầy mấy ngày Tết buôn bán được lắm thầy, ô để cho con buôn bán chút đỉnh đi thầy, ô để Tết có tiền cúng dường tam bảo. Đừng nói thôi miễn đi, đừng có nói dòng do tam quắc. Cứ bình thường hết đi, đừng có nói mà ngày Tết mà làm tăng ca vừa thêm mệt quá. Trời ơi đừng có làm gì, quý vị cứ nghe lời những đức đi bình thường đi, thì quý vị sẽ thấy tuyệt vời lắm. Trời ơi nó tuyệt vời lắm nghe. Thôi chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Bây giờ nhà đức đọc tên
danh sách ngày hôm nay sinh nhật này nghe, ngày sinh của mình nè. Trần Ngọc Nhã Vương 11 tuổi, Nguyễn Thị Ký 59 tuổi, Phạm Bảo Anh 4 tuổi, Võ Nguyễn Yến Vi 11 tuổi, Nguyễn Thị Hoa 55 tuổi, cô Nguyên Thí 50 tuổi, Nguyễn Thị Hồng 56 tuổi, Nguyễn Thị Lệ Hảo 36 tuổi, cô Diệu Sưng 47 tuổi. Nhớ là chùa mình những đức dẫn luôn luôn nhắc cái câu cũ nghe, cho tất cả các cháu nghe nghe. Sinh nhật là để tưởng nhớ đến cha mẹ, chứ không phải để đòi quà. Nhất định là ngày sinh nhật của mình phải niệm thêm câu Phật hiệu, rồi chúng ta phải làm cái phước đức gì để hồi hướng cầu an cho cha mẹ còn sống và cầu siêu cho cha mẹ mình đã mất là đúng, chắc chắn luôn. Còn ở đây tổ chức gì là tưởng nhớ, rồi tất cả đại chúng chúng ta niệm 10 câu Phật hiệu chân thật nhiệt tình, để mỗi người ngồi trong đây chúng ta đều hồi hướng cho cha mẹ của mình. Một câu Phật hiệu vị nhớ nghe, niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, đem cái phước báo này hồi hướng cho cha mẹ của mình. Nên ngay ngày sinh nhật mình niệm Phật, rồi mình nghe được cái ý nghĩa của ngày sinh nhật là tưởng nhớ tới cha mẹ, chứ không phải là đòi quà đâu. Nên tất cả các cháu đây không được đòi quà ngày sinh nhật, mà các con trước đó phải để dành tiền để mà ngày sinh nhật này mua một cái bánh, cắt bánh này để dâng lên cho cha mẹ mới là đúng. Cái đó các con mới có phước nghe, chứ đòi quà của cha mẹ là không có phước. Nhớ bây giờ những đức tặng món quà kết duyên này ha, cái hình Bồ Tát Quán Thế Âm, cái tượng đẹp ha, con Ngọc Sưng đó. Nên tâm từ bi như Bồ Tát Quán Thế Âm thì có phước báo à. Nó mà tâm từ bi như Bồ Tát Quán Thế Âm đối với mọi người thì đối với cha mẹ mình chắc chắn là mình thương, không nói dòng do chứ, hiếu liền à. Đây nè cô nè, ô báo anh đó hả, đây ừ rồi đây thôi được rồi. Rồi giờ chắp tay niệm 10 câu Phật hiệu nghe. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. À, chúng ta nguyện đem cái công đức nguyện cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, và nguyện cầu an cho cha mẹ các cháu và các cháu luôn luôn có sức khỏe và gia đình được bình an. Và nguyện đem công đức này nguyện cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này nhiều đời nhiều kiếp, và hư linh thai nhi vì nghiệp phá thai đều được hưởng cái công đức này và phát Bồ Đề Tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Hôm nay chúng ta vừa học lớp đạo làm con xong, và giờ này chúng ta làm lễ phóng sanh. Cái công đức phóng sanh giúp cho các cháu nghiệp chướng tiêu trừ. Có những cháu sinh ra khó nuôi, khó dạy, mà nhờ công đức phóng sanh niệm Phật rồi nghe đạo đức, mà từ từ các cháu chuyển cái nghiệp và hiền hậu và có sức khỏe, và cha mẹ dạy các cháu lại chịu nghe, nhờ cái công đức mà chuyển cái nghiệp, nên cái công đức phóng sanh rất là lớn.
nên tất cả các con được giữ cái lễ phóng sanh. Đó là tâm từ bi, nên con ruồi, con muỗi, con kiến mình cũng không có giết nó, vì mình sống nó cũng muốn sống. Ai giết mình không chịu, thì vậy mình đừng có giết nó, các con phải nhớ. Vậy thì cái phước báo các con rất là lớn, và sức khỏe và tuổi thọ kéo dài nghe. Bây giờ chúng ta đọc tam quy y để thả những chú chim này nè. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, chúc cha mẹ các cháu và các cháu vui vẻ an lạc nha. A Di Đà Phật.